Vì lời Chúa đó là lời luôn chân chính, ca tụng Ngài là việc của kẻ lòng hay, ngợi khen Chúa với cùng đàn luôn reo rắt, hãy ca mừng Ngài trong ngàn vạn tiếng cầm ca. Phúc tới dân tộc mà Chúa chọn làm dân riêng, phúc thay dân tộc Chúa ban cơ nghiệp riêng mình.